Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay mình xin cập nhật cho các anh chị tiến độ xây dựng của dự án The River Thủ Thiêm. Thì cái tên The River Thủ Thiêm là chúng ta cũng đã biết là cái dự án này sẽ tọa lạc ở khu vực của bán đảo Thủ Thiêm. Trước khi Flycam cập nhật tiến độ xây dựng thì mình xin giới thiệu sơ qua các anh chị về tổng quan của dự án. Và sau phần cuối chương trình của chúng ta sẽ có phần video clip từ chủ đầu tư, video clip phối cảnh. Về tổng quan dự án, tên dự án là The River Thủ Thiêm. Thì dự án có vị trí thuộc lô 3.15 và lô 3.16 dọc đại lộ Vòng Cung, Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, CII. Đơn vị phát triển là City Garden Thủ Thiêm. Thì đơn vị phát triển City Garden là khá là nổi tiếng với dự án City Garden phía bên kia cầu Thủ Thiêm 1. Chúng ta có thể thấy là bên đường Ngô Tất Tố. Thì những cái lốc rất là đẹp với cái hình tròn uốn lượn. Dự án đó thì tọa lạc khu vực này thì chúng ta có thể thấy được toàn cảnh xung quanh, tại vì xung quanh nó không có các tòa nhà cao tầng. Quay trở lại với cái dự án The River Thủ Thiêm thì đơn vị thiết kế là DP Architect đến từ Singapore. Tổng mức đầu tư của dự án là 400 triệu USD. Quy mô dự án là 15.378 mét vuông, gồm có 3 lốc, 525 căn hộ, cao từ 12 cho tới 18 tầng. Loại hình phát triển thì là căn hộ cao cấp, luxury apartment, biệt thự trên không, full villas, căn hộ sân vườn, penthouse, duplex và nhà phố thương mại, shophouse ở bên dưới khối đế. Về phần loại căn hộ thì ta có từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích là từ 56 mét vuông cho tới 185,34 mét vuông. Số căn trên mỗi tầng là từ 9 cho tới 16 căn thì rất là thấp. Mật độ xây dựng là 60,78%. Thì mật độ xây dựng cũng khá cao. Nhưng tại vì cái khu đất của chúng ta thì nó thuộc là trung tâm, nên mỗi mét vuông đất ở đây nó rất là quý. Giá bán dự kiến là từ 6.000 tới 7.000 đô một mét vuông. Dự án đã khởi công vào năm rồi. Thì năm bàn giao dự kiến là cuối năm 2021. Nhưng mà mình nghĩ là chắc trong một năm nữa thì không thể nào hoàn thành. Mình nghĩ là chắc cũng khoảng đầu năm 2022. Thì The River Thủ Thiêm là dự án hợp tác của hai thương hiệu nổi bật là CIA và đặc biệt là thương hiệu Graphico. Graphico là nổi tiếng với sản phẩm căn hộ City Garden của Bình Thạnh, khu nghỉ dưỡng Central Ari, Hồ Tràm và các nhiều cái tòa cao ốc văn phòng nổi tiếng như Center Point tại Phú Nhuận, Watermark tại Hồ Tây, Hà Nội. Trước đó thì CIA cũng đã phát triển những dự án như Thủ Thiêm Blackview ngay cái trục đường Nguyễn Cơ Thạch á, sát bên cái dự án hiện hữu của chúng ta. Từ dự án The River Thủ Thiêm thì cộng đồng cư dân có thể rất là dễ dàng kết nối đến các cụm trường học quốc tế. Tại vì xung quanh quận 2 khá là nhiều trường học quốc tế đã hiện hữu rồi, khoảng 200m thôi. Ngoài ra tới bệnh viện quốc tế với bán kính trong vòng với 200m luôn. Hồ Trung Tâm Thủ Thiêm, cách đó 100m. Phía đông bắc, khu căn hộ River Thủ Thiêm, đầy tiếp giáp cầu Thủ Thiêm 1. Phía tây bắc thì có hướng nhìn trực diện ra sông Sài Gòn. Mà cái chị, cái này là hướng trực diện nha, chứ không phải là chỉ có hướng ra sông thôi. Tại vì phía trước của dự án không có bị che bất cứ cái tòa công trình nào hết. Phía tây nam thì tiếp giáp với nhà bảo tàng và kênh số 1. Phía đông nam thì tiếp giáp với đại lộ Vòng Cung là rộng 55m. Cái trục đại lộ Vòng Cung này là một trong những trục huyết mạch nhất của cái bán đảo Thủ Thiêm của chúng ta. Tiện ích nổi bật thì trong đó có trung tâm thương mại, hệ thống các cửa hàng tiện ích. Ngoài ra còn có hồ hoa súng, hệ thống cà phê sân vườn, nhà hàng BBQ ngoài trời,
khu vui chơi trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe, phòng tập gym, đường chạy bộ, hệ thống khuôn viên cây xanh, an ninh 24/7, thì những cái đó thì hầu như dự án nào cũng có rồi, thì cái đó mình cũng không có đề cập nhiều hơn. Mặt bằng dự án thì quy mô là 15.378 mét vuông, có 3 lóc, cao từ 12 cho tới 18 tầng. Thì cái này là mình đang nói về cái một phân khu trước nha, sẽ có hai khu, nhưng mà bây giờ sẽ bán cái khu đầu tiên là cái khu mà sát mai cái trục đường trục cầu Thủ Thiêm một của mình luôn. Chúng ta có thể thấy rất là dễ dàng cái tiến độ xây dựng ngày cả đêm. Thì các căn hộ đây là thuộc dạng là nội thất cao cấp hiện đại, có tích hợp công nghệ thông minh. Bây giờ những dự án nào cao cấp sau này đều có tích hợp thông minh hết. Thì cái giá mình cũng đã báo cho các anh chị hay là từ 6.000 cho tới 7.000 đô một mét vuông. Thì những cái khu vực mà sau này từ khu vực Thủ Thiêm á thì sẽ không dưới 6.000 đô một mét vuông đâu. Anh chị nhớ là khu vực Thủ Thiêm nha, chứ không phải là khu An Phú, An Khánh gần đó đâu. Khu vực Thủ Thiêm của chúng ta đặc biệt là cái chức năng căn hộ rất là ít. Nên đây là cái điểm mà đặc biệt anh chị có thể lưu tâm tới. Tại vì sau này chức năng ở sẽ không còn khu vực này. Khu vực này sẽ là tập trung các cao ốc văn phòng, đa số là office tower hay là office. Anh chị nào hiện quan tâm về dự án này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Mình sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram luôn. Anh chị hãy đăng ký cái nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip tiếp theo nhé. Bây giờ xin mời các chị xem flycam của hình ảnh tiến độ xây dựng vào ban đêm. Rất là đẹp.